Hỏi bài trí trả lời thức vào thư viện Nam tải Chào mừng các đã đến với phần hướng dẫn bài học số 8 với tiêu đề Cánh cửa mở ra thế giới Mở đầu cho chùm bài học số 8 Chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản đọc số 1 có tiêu đề Chuyến du hành về tuổi thơ Theo Trần Mạnh Cường Như các em đã biết Khi chúng ta đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim các em cảm giác như là mình đang được tham gia vào hành trình khám phá những vùng đất mới đi vào tìm hiểu tâm hồn con người để có thể hiểu thêm về mọi người xung quanh cũng như là hiểu chính bản thân mình hơn những cuốn sách và những bộ phim đã góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và thi vị làm thế nào để chia sẻ những cuốn sách bộ phim hay với người khác ở bài học này chúng ta sẽ được tìm hiểu thông qua văn bản thông tin giới thiệu về một cuốn sách hoặc là một bộ phim trước tiên cô và các em sẽ cùng đi vào phần một lớn khởi động yêu cầu ở câu hỏi này trong đó chính là tìm đọc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nguyễn nhật ánh và chia sẻ với bạn những cảm nhận của em về tác phẩm này cô tin chắc rằng trong đời, chúng ta đã từng ít nhiều đọc một số chuyện ngắn trong tập truyện cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Và chắc hẳn, khi chúng ta đọc xong một cuốn truyện, khép lại trang sách, em vẫn còn cảm thấy bồi hồi, sao xuyến khi nghĩ về một khoảng thời gian tươi đẹp trong ký ức của mình. Và Nguyễn Nhật Ánh còn là một tác giả đã đem đến cho những độc giả là người lớn rất nhiều cảm xúc rất nhiều niềm suy tư khi đọc xong cuốn sách của ông. Đây là tác phẩm viết theo thể loại truyện ngắn và là một trong những sáng tác thành công nhất của Nguyễn Nhật Ánh và được giải thưởng văn học ASEAN của năm 2010. Nguyễn Nhật Ánh đã viết ở mặt sau cuốn sách Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em. Và khi ông trả lời phỏng vấn của báo Người Lao Động thì Nguyễn Nhật Ánh đã nói đối tượng cảm thụ mà tôi muốn nhắm tới là người lớn. Và với tập truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tác giả đã cho phép mình mở rộng biên độ đề tài và hình ảnh đến tối đa. Vì tác giả viết về trẻ em nhưng là cho những ai đã từng là trẻ em đọc. Cô không biết là các em đã được đọc toàn bộ những chuyện ngắn trong tập truyện này hay chưa? nếu chúng ta chỉ đọc một số chuyện thì các em cũng có thể cảm thấy những ấn tượng ban đầu về cách xây dựng nhân vật cách gợi nhắc những kỷ niệm mà tác giả viết trong những tập truyện đó và nếu như chúng ta có cơ hội được đọc toàn bộ những chuyện ngắn trong tập truyện này thì cô tin chắc rằng các em sẽ muốn đọc lại nhiều lần nữa và tập sách đó chúng ta sẽ để dành để sau này khi lớn lên các em sẽ lại được đọc nó và ngẫm về những gì mà mình đã từng trải qua. Chuyển tiếp sang phần hai lớn, đọc và tìm hiểu chung. Trước tiên chúng ta cần đọc văn bản. Yêu cầu khi đọc văn bản này như sau, hãy đọc to, rõ ràng, nhất câu linh hoạt. Cần đọc diễn cảm, thể hiện được sắc thái cảm xúc của nhân vật trữ tình trong văn bản. Các em hãy mở sách giáo khoa để cùng cô đọc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ như một chuyến tàu đưa ta trở về với tuổi thơ ta vừa vui sướng khi gặp lại hình ảnh của chính ta ngày thơ bé vừa bồi hồi vì những tháng ngày ấy sao mà xa xôi quá với cho tôi xin một vé đi tuổi thơ nguyễn nhật ánh đã trao tận tay độc giả chiếc vé quý giá trở về những ngày ấu thơ xa vắng cùng sống lại những kỷ niệm tinh khôi cùng đắm mình trong dòng suối mát của những năm tháng thiếu thời, vô lo nghĩ. Một cuốn sách đáng đọc cho tất cả những ai đã từng là trẻ con. Cuốn sách là lời tự thuật của cả mùi bé và mùi lớn. Một là cậu bé 8 tuổi tinh nghịch, lắm điều. Hai là người đàn ông trải đời, biết suy nghĩ. Xuôi theo dòng hồi tưởng của mùi về những năm tháng quá khứ, người đọc được tham gia vào thế giới đầy màu sắc của mùi và những người bạn hải cò, con tún và tí sún. Ở đó không có những nỗi lo thường trực về vật chất, cũng chẳng có những dạn vỡ đau đớn về tinh thần. Có chăng cũng chỉ là những nỗi buồn bâng cua khi trốn học đi chơi bất thành, khi bị cha mẹ la mắng, và cùng lắm là ê ẩm mình mẩy khi bị phết nhẹ mới roi vào mông. Mỗi ngày mới trong thế giới kỳ diệu kia, lạ lùng thay, đều bắt đầu bằng những lời than thở một ngày tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt tuy nhiên cái tẻ nhạt và buồn chán ấy không phải là cảm giác vô vị bất lực trước cuộc đời mà nó thuần túy chỉ là vẻ chán ngán bởi phải thực hiện hàng tá những hành động lặp đi lặp lại tỉnh giấc ăn sáng đi học ngủ trưa đi học rồi lại học bài đi ngủ và tỉnh giấc bởi vậy, cậu bé quyết định sẽ lấp đầy những ngày buồn tẻ bằng những phi vụ nghịch ngợm mà cũng hết sức đáng yêu. Bắt đầu từ trò chơi giả bộ làm phụ huynh, rồi tới việc đặt tên đồ vật bằng những cái tên chẳng liên quan tẹo nào. Chưa kể tới việc xới tung cả khu vườn để lùng tìm một thùng báu vật không có thật, nuôi nấng một đàn chó hoang hay thậm chí mở cả tá phiên tòa để xét xử tội danh người lớn từng câu chữ, từng trang viết trong cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đều thấm được dư vị ngọt ngào của những ngày thơ bé và phảng phất hương thơm dịu ngọt của những kỷ niệm đẹp đẽ khó phai mờ khiến người đọc bật cười thích thú đọc cuốn sách này ta vừa vui sướng khi bắt gặp hình ảnh của chính bản thân ta vừa ngỡ ngàng vì những tháng ngày xưa nhìn vậy sao mà xa xôi quá cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thực sự là một tác phẩm nhỏ xinh cho những ai mong muốn được trở về những ngày tháng xưa, được lắng động vài giây để chiêm nghiệm về quá trình trưởng thành của mỗi con người. Đó là toàn bộ ban bàn rất ngắn gọn mà cô đã hướng dẫn chúng ta đọc. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin về tác phẩm. Xuất xứ, chuyện, phần văn bản mà chúng ta vừa đọc được trích từ một trang web đó là nhà xuất bản trẻ.com Viết về vấn đề đó là cuốn sách cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ngày 8 tháng 9 năm 2022 Thể loại các em lưu ý cho cô Phần chúng ta vừa đọc không phải là văn bản chuyện Mà chỉ là cảm nhận, suy ngẫm, đánh giá, bình luận của người viết về tác phẩm chuyện Cho nên thể loại ở đây sẽ là văn bản thông tin, giới thiệu một cuốn sách Phương thức biểu đạt chính đó là thuyết minh, bởi vì những thông tin mà tác giả đưa ra đều là những thông tin chính xác và có tính thuyết phục. Người viết đã giới thiệu một cách khách quan về tác phẩm. Về bố cục, các em có thể chia cho cô thành 3 phần. Phần 1 chúng ta giới hạn từ đầu cho đến những ngày tháng ấy sao mà xa xôi quá. Nhiệm vụ của phần này đó là nêu tên tác giả, tác phẩm và ấn tượng chung về tác phẩm. Phần 2 tiếp đến, những tháng ngày xưa nhìn vậy sao mà xa xôi quá. Tác giả đã đi tóm tắt nội dung và đánh giá về tác phẩm, đồng thời nói về hoài niệm trong tuổi thơ của mình. Phần 3 là phần còn lại, đã khẳng định giá trị của tác phẩm và khuyến khích mọi người nên tìm đọc tác phẩm. Và tiếp theo chúng ta chú ý cho cô phần tóm tắt trong văn bản chuyến du hành về tuổi thơ tác giả nguyễn nhật ánh mở đầu bằng một câu văn lôi cuốn cho tôi xin một vé đi tuổi thơ như một chuyến tàu đưa ta trở về với tuổi thơ bằng cách này tác giả đã khơi gợi niềm xúc động cho người đọc mời họ tham gia vào cuộc du hành qua những ký ức đáng quý của tuổi thơ văn bản này không chỉ là một cuộc du hành về không gian mà còn về thời gian đưa ta trở lại những ngày thơ bé xa vắng trong bức tranh từng chi tiết được vẽ nên nguyễn nhật ánh đã tái hiện lại những kỷ niệm thuần khiết những khoảnh khắc hạnh phúc của tuổi thơ từng từ từng trang viết đều tràn đầy hương vị ngọt ngào của những ngày thơ ấu khiến cho người đọc không thể không bật cười và thích thú Tác phẩm này là một món quà nhỏ xinh dành cho những ai khao khát quay trở về những tháng ngày xưa, để đắm mình trong hồi ức đẹp và nhẹ nhàng, để cảm nhận quá trình trưởng thành của bản thân mình. Nó là một cuộc du hành tinh thần, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy một chút phần của mình trong những ký ức ấm áp và trong sự trưởng thành từng bước tiến đi lên của cuộc đời. Bởi vậy mới có câu nói, kỷ niệm chẳng là gì, khi thời gian vội xóa nhưng sẽ là tất cả khi luôn nhớ về nhau. Những kỷ niệm trong thời thơ ấu của chúng ta có thể là những kỷ niệm đẹp, có thể là những kỷ niệm buồn, nhưng cô tin chắc rằng nó đều là một bước đệm để chúng ta có thể nghĩ về mỗi khi mà các em gặp khó khăn và đó sẽ là hành trang để chúng ta có thể vững bước trong tương lai. Không để các em chờ đợi lâu, sau đây chúng ta cùng chuyển sang phần 3 lớn, trải nghiệm cùng văn bản. Với văn bản thông tin này, chúng ta sẽ cùng cô trải nghiệm hai nội dung cơ bản. Thứ nhất, đó là chúng ta tìm hiểu thông tin cơ bản và cách triển khai thông tin. Thứ hai là các em cùng tìm hiểu chức năng và đặc điểm của văn bản. Trước tiên đó là luận điểm, thông tin cơ bản và cách triển khai thông tin. A là thông tin cơ bản. Chúng ta hãy chú ý cho cô phần 1, nêu lên thông tin của cuốn sách. Đó là giới hạn, đoạn 1. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Nhận xét chung ở đây, đó là một cuốn sách đáng đọc cho tất cả những ai đã từng là trẻ con. Phương thức biểu đạt và tác dụng của chúng đó là tác giả sử dụng kết hợp hai phương thức, thuyết minh và nghị luận tác dụng là đã cung cấp thông tin về tác giả, tác phẩm, kết hợp thể hiện nhận xét của người viết. Ở phần 2, tác giả nói về nội dung của cuốn sách thông qua đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4. Ở phần này thì tác giả cũng đã giới thiệu rất hấp dẫn và lôi cuốn về thông tin nội dung của cuốn sách trong đó thì nội dung chính của văn bản là những dòng hồi tưởng của mùi và những người bạn về trò chơi nghịch ngợm của cậu bé ở tuổi thơ đánh giá chung cho cô ở đây chúng ta có thể thấy từng câu chữ từng trang viết trong cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đều thấm được dư vị ngọt ngào những ngày thơ bé những kỷ niệm đẹp đẽ khiến người đọc bật cười thích thú Đọc cuốn sách này, ta vừa vui sướng khi bắt gặp hình ảnh của chính bản thân ta, vừa ngỡ ngàng vì những tháng ngày xưa nhìn vậy, sao mà xa xôi quá. Phương thức biểu đạt và tác dụng ở phần 2 này, các em có thể thấy cụ thể như sau. Trong đoạn số 2 có phương thức thuyết minh kết hợp với phương thức nghị luận. Tác dụng là đã giới thiệu nội dung kết hợp nhận xét về câu chuyện. Ở đoạn 3 thì lại có phương thức biểu đạt đó là tự sự kết hợp nghị luận. Tác dụng là đã thuật lại nội dung câu chuyện kết hợp với bàn luận. Đoạn 4 thì lại có sự thay đổi linh hoạt ở phương thức biểu đạt, đó là sự kết hợp hài hòa giữa phương thức biểu đạt nghị luận kết hợp với phương thức biểu đạt biểu cảm. Từ đó, thể hiện đánh giá cảm xúc của người viết. Đoạn 5 thì chúng ta thấy trọng tâm đó là phương thức biểu đạt nghị luận. Tác giả chủ yếu nhận xét về giá trị của tác phẩm. Và phần cuối cùng là phần 3 thì tác giả đã khẳng định giá trị của cuốn sách ở đoạn số 5. Có thể khẳng định, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là một tác phẩm cho những ai mong muốn được trở về những ngày tháng xưa để chiêm nghiệm về quá trình trưởng thành của mỗi con người. Đó thực sự là một quá trình gian nan, và quá trình ấy khiến cho chúng ta không như, không ít lần phải rơi nước mắt, thậm chí là rất nhiều mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ về kỷ niệm tuổi thơ, cô tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy một vùng trời bình yên ở trong tâm hồn và chúng ta cũng sẽ cảm thấy đó là động lực để chúng ta bước tiếp tạo hành trang cho tương lai. Phương thức biểu đạt ở đoạn số 5 này là nghị luận thì đã nhận xét về giá trị của tác phẩm Chuyển sang phần B đó là phần tìm hiểu về cách triển khai thông tin của tác giả trong văn bản. Chúng ta có thể nhận xét đầu tiên cho cô đó là thông tin cơ bản của văn bản được thể hiện qua các chi tiết. Ngược lại, các chi tiết cũng góp phần thể hiện thông tin cơ bản. Như vậy là hai yếu tố này nó đã có sự tương trợ, hài hòa lẫn nhau để có thể tạo nên một phần triển khai thông tin rất là hữu dụng. Phương thức biểu đạt thì có phương thức thuyết minh kết hợp với biểu cảm, tự sự, nghị luận đã góp phần thể hiện, nhấn mạnh những thông tin quan trọng của văn bản. Chuyển sang luận điểm số 2, chúng ta cùng cô đi tìm hiểu chức năng và đặc điểm của văn bản. Đầu tiên đó là tìm hiểu về chức năng. Chức năng ở đây, văn bản đã giới thiệu cho bạn đọc nội dung và cảm nhận của người viết về cuốn sách cho tôi xin một vé đi tuổi thơ từ đó khuyến khích bạn đọc hãy tìm đọc tác phẩm này b là về đặc điểm văn bản kem hãy chú ý cho cô biểu hiện trong văn bản chuyến du hành về tuổi thơ chúng ta có cấu trúc thì 3 phần ba phần này sẽ lần lượt triển khai thông tin về cuốn sách nêu nội dung của cuốn sách và sau đó là khẳng định giá trị của cuốn sách Văn bản cũng có một phần giapo chính là đoạn nằm ngay dưới nhan đề văn bản để giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết và thu hút sự chú ý của người đọc. Đồng thời, đặc điểm văn bản còn thể hiện ở phương tiện phi ngôn ngữ, đó là hình ảnh cuốn sách để truyền tải thông tin thêm hiệu quả. C chúng ta cùng lưu ý cho cô về phương tiện giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ. Ở phương tiện giao tiếp ngôn ngữ thì các em vừa đọc cùng cô chúng ta có thể thấy từ ngữ thể hiện cảm xúc của người viết ở đây rất đa dạng như là chiếc vé quý giá, một cuốn sách đáng đọc, thế giới kỳ diệu, lạ lùng thay, thấm đượm dư vị ngọt ngào, hương thơm dịu ngọt, vui sướng, ngỡ ngàng, vân vân. Với những từ ngữ này thì đã hướng tới mục đích là biểu đạt cảm xúc sự nhìn nhận đánh giá của người viết về cuốn sách qua đó thể hiện sự khích lệ của người viết với bạn đọc về việc nên tìm đọc cuốn sách còn ở phương tiện phi ngôn ngữ chúng ta thấy là có hình ảnh cuốn sách để truyền tải thông tin cho hiệu quả chuyển sang phần bốn lớn là phần tổng kết lại giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản các em hãy lưu ý cho cô đầu tiên đó là về đặc sắc nghệ thuật với văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách thì chúng ta thấy bố cục được sử dụng rõ ràng. Kết hợp giọng điệu của tác giả, người viết ở đây rất là tự nhiên và yếu tố nghệ thuật nữa có thể thấy nổi bật đó là sự kết hợp giữa phương tiện phi ngôn ngữ và ngôn ngữ một cách linh hoạt. Hai là về giá trị nội dung. Văn bản đã nói về những điều kỳ kỳ diệu xung quanh cuộc sống của mùi và các bạn của cậu. Đó là tuổi thơ là dấu ấn của sự trưởng thành. Tiếp theo, chúng ta cùng câu chuyển sang phần năm lớn củng cố mở rộng để rèn luyện cái kỹ năng liên quan đến kiến thức mà chúng ta vừa học. Câu hỏi trong phần củng cố mở rộng ở tây đó chính là dựa vào nội dung văn bản và cảm nhận của em về cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, hãy thiết kế một áp phích để giới thiệu cuốn sách này với bạn bè. Khi chúng ta lựa chọn Thiết kế một áp phích thì các em sẽ chú ý là chúng ta có thể tham khảo mẫu ở những nguồn khác nhau. Các em hãy lựa chọn mẫu nào mà các em cảm thấy ấn tượng nhất cũng như là phù hợp với phần sáng tạo trình bày của mình. Cô giới thiệu cụ thể một tấm áp phích như sau. Các em có thể trình bày bằng cách là chúng ta đưa ra hình ảnh cuốn sách một cách tượng trưng, kết hợp với một số hình ảnh khác nữa như là hình ảnh hoa, hình ảnh cây, lá, vân vân. Cô hy vọng rằng qua phần hướng dẫn này thì Kem sẽ phát huy được tính sáng tạo của mình và chúng ta sẽ tạo ra được những tấm áp phích đẹp, hấp dẫn cũng như là phong phú về nội dung. Như vậy, phần định hướng trong mục củng cố vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài hướng dẫn mở đầu bài học số 8 ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài học. Cô chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về giách sự chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt giách.